Xin chào quý vị và các bạn. Rất nhiều quý vị các bạn trồng loại đào sau Tết hỏi mình là cây đào mới trồng sau Tết thì bón được loại phân gì và bón như thế nào. Đây quý vị các bạn thấy đây, đây là người trồng đào quê mình tiến hành bón cho nó Ngô Đỗ Nghiền đây. Đây là nguồn phân hữu cơ và bổ sung thêm cái loại sừng trâu đây. Đây là các cái phụ phẩm trong quá trình chế biến đồ thủ công mỹ nghệ từ sừng trâu, sừng bò. Đây, mình đã thấy là loại sừng trâu, sừng bò đây. Hoặc là bón với cho bếp thì càng tốt. Và bón sau đó thì người trồng đào quê mình tiến hành hót lấp bầu của nó như này. Lấp kín bầu lại. Bởi vì nguồn phân hữu cơ này thì cây chưa hấp thụ được ngay. Nó phải tầm đầu tháng 3 âm lịch thì cây mới xỏ rễ ra hấp thụ được cái nguồn dinh dưỡng này. Và người trồng đào quê mình thì không thấy bón bất kỳ loại phân hóa học nào. Nếu muốn bón phân hóa học thì sau này cây đào mà nó lên được lộc lon như thế này, nó lên được 1-2-3 lớp, ngọn cây đào lên khoảng tầm 15-20cm, mùa tháng 4 âm lịch thì mới tiến hành bổ sung thêm nguồn phân hóa học để cho lộc dài và tiến hành cắt tỉa dăm cây đào này. Và loại sừng trâu này thì bổ sung nguồn dinh dưỡng rất là hiệu quả đối với cây đào. Và cái loại phân này thì người trồng quất quê mình cũng tiến hành trộn vào đất trộn để trồng cây quất phục vụ quý vị các bạn chơi ngày Tết. Nguyên nhân trồng lại đào sau Tết thì người trồng đào quê mình không bón phân hóa học bởi vì cây chưa hấp thụ được ngay. Kể cả bón phân hữu cơ này cũng vậy, nguồn phân hữu cơ này thì cần phải thời gian phân hủy. Chính vậy mà bón ngay thì đến lúc đó phân hủy xong thì cây đào này có thể hấp thụ được, thì lúc đấy cây đào ra rễ rất mạnh rồi, tán lá rất là tốt rồi. Còn nếu bón phân hóa học ngay thì có thể là gây cho cây bị thối hoặc chết rễ non, làm cho cây còi cọc thêm. Chính vậy mà giờ này người trồng đào quê mình chưa bón phân hóa học, là bón phân hữu cơ này là an toàn nhất, gồm có Ngô Đỗ Nghiền hoặc là Đỗ Nghiền không, bón với phân vi sinh này. Đây các bạn thấy cái màu đen đen đấy chính là phân vi sinh. Và bón với loại sừng trâu này, đây là loại mới áp dụng đối với cây đào vì nó giúp vừa xốp đất, tơi đất, kích thích hệ thống vi sinh vật phát triển, giúp cây đào sinh trưởng phát triển rất mạnh vào mùa mưa. Và đây là cái đợt bón Ngô Đỗ hoặc là Đỗ Nghiền là lần duy nhất. Còn phân học thì có thể đã bước vào thời kỳ cuối tháng 3 đầu tháng 4 sẽ bổ sung thêm để cho cây đào sinh trưởng phát triển mạnh. Với cây đào lên độc rất là nhanh, một năm phải cắt tỉa tới tầm 2 đến 3 đợt. Chính vậy mà phải cung cấp nguồn dinh dưỡng rất là nhiều để đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng được cây đào này. Video của mình kết thúc đây. Xin chào, tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn ở các video lần sau.